Hello chào mọi người, xin chào mọi người đã quay trở lại với video mới này của mình. Và như mọi năm thì gần đến Tết mình sẽ có một cái video phối đồ những cái bộ trang phục và các bạn có thể mặc vào ngày Tết và mình cũng sẽ mặc nó vào ngày Tết luôn. Trước khi bắt đầu vào cái video này thì mình đã soạn ra hết đằng sau mình đây là những cái bộ trang phục những cái bộ outfit mà mình sẽ mặc nó cùng với cả Jordan ở trong năm 2021 này. nó rất là buồn là cho tới gần đây gần dịch ấy thì cái dịch Covid-19 nó lại tái phát. Cho nên là cái việc mà đi chơi hay là việc mọi người đi chúc Tết các thứ thì mọi người nhớ là đừng quên đeo cho mình khẩu trang nhá. Và không nói nhiều cả các bạn. Bây giờ thì mình sẽ lập tức luôn vào cái outfit đầu tiên vẫn như mọi năm thôi là trước khi đến cái ngày đó thì mình sẽ phải xem nhiệt độ mùng 1 nó sẽ rơi vào thứ sáu nó sẽ rơi vào khoảng tầm từ 15 cho tới 24 độ thực sự đây có thể gọi là một cái nhiệt độ của một cái mùa hè thì phải một cái mùa hè nhưng mày lại mang hơi mang cái âm hưởng của mùa xuân mùa đầu năm cái nhiệt độ này thì mình cũng đã dần làm quen bởi vì là gần đây thì ở Hà Nội cũng khá là nóng rồi phải lưu ý cho mình là những cái đôi Jordan mà mình đi ý, thì mọi người không cần thiết phải có giống 100% mà mọi người cứ có đôi Jordan cổ cao và cổ thấp hoặc là đôi đăng là được Hôm nay mình sẽ đi bao gồm ba đôi là đôi Jordan Low, Jordan 2 cũng như là một đôi Nike đăng Và đây có thể gọi là ba cái dòng giày tiêu biểu nhất của Nike ờ, Ngoài ra thì có cả Jordan 4S hay như nào đó thì mình không có nhà mình Cho nên là mình sẽ không áp dụng nó vào cái video này Và ở cái outfit đầu tiên thì mình sẽ mặc một chiếc quần corduroy mà mình mua ở Zara thì corduroy là một cái loại quần gọi là quần xếp bằng nhung tâm. Ờ, các bạn có thể thấy là những cái đường vân nhỏ 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 ở đây không? Đây, đây là cái hiệu ứng nhung tâm. Mặc nó sẽ khá là mịn và nó sẽ khá là thoải mái nhưng mà mọi người lưu ý là mình cảm thấy như mà cái quần này ý nó sẽ hơi nóng một chút nhưng mà không sao thì đây là một chiếc quần mình gọi nó là corduroy còn cái tên chính xác của cái quần zara này thì mình cũng không biết là nó tên là cái gì và về cái quần màu trắng này thì mình thấy là nó cũng khá là nổi ờ, cho nên là mình sẽ mặc theo nó cùng với cả một chiếc áo uh, uh, t-shirt bình thường của toby square thôi thì đây là một chiếc gọi là t-shirt uh, toby racing để mình tháo ra cho các bạn xem uh, thì cái t-shirt này mình cũng đã unboxing ở cái video trước ở mà trước chúng ta sẽ có một cái họa tiết in cái logo là toby racing xinh ở đây và cuối cùng thì đến phần giày mình sẽ đi luôn đôi gọi là đôi Nike Dunk. Uh, sorry à mọi người là nếu như mọi người có xem ở cái video trước ấy mà mình có nhầm đôi này là đôi SB Dunk ấy thì mong là mọi người sẽ thông cảm cho mình. Quay trở lại thì mình sẽ đi đôi Nike uh, Dunk này và ở cái phần ống quần ấy nó cũng sẽ hơi rộng một chút uh, cho nên là nó sẽ tạo cho mọi người một cái hiệu ứng thùng thình và về cái đôi nai đăng này thì mình cũng đã làm hẳn một cái video review cũng không hẳn là chi tiết lắm ở cái video trước ở ờ, mọi người chưa xem thì mọi người có thể bấm vào đó để xem và về cái tông màu cái outfit này thì mình hướng tới nó là một cái outfit nó khá là basic ờ, nó sẽ chỉ có màu đen và màu trắng thôi cùng với cả một cái hiệu ứng rất là loè loẹt của áo toby ở đây và tiếp theo sẽ là một cái bộ outfit thứ hai ờ, thì ở cái outfit thứ hai này mình sẽ mặc một chiếc quần cargo pen của manoclo ờ, về cái quần này thì mình có review khá là nhiều và mình cũng đã mặc nó thực sự thực sự rất là nhiều rồi thì đây là một cái chiếc quần túi hộp ờ, có hai phần đo string này màu vàng ở hai bên này có hai cái túi và bên này cũng có cái túi cũng như là một cái tác của Manot ở phần túi luôn thực sự là cái phần ăn điểm nhất ở trên cái quần này đó chính là cái phần khuy bấm này cái phần khuy bấm này ấy nó là một cái signature một cái đặc điểm riêng mà khi mà các bạn mặc cái quần này cùng cả đôi jordan cổ cao thì thực sự thực sự nó là một cái gì đấy nó rất chi là đẹp rất chi là nice và tiếp theo thì mình sẽ mặc một chiếc áo uh... Uh, khá là đơn giản của Beast thôi Thì đây là một cái áo t-shirt màu xám Ở mặt sau có in cái logo nhung là Beast up Love ở đây Thì cái áo này mình cũng đã từng làm một cái video review riêng rồi Các bạn nào chưa xem cũng có thể tìm lại đâu đó trong channel của mình nhé Và để cái phân ngực của nó đỡ bị nhàm chán thì mình sẽ sử dụng thêm một cái dây chuyền ở đây Ở đây là một cái dây chuyền Chrome Hood mặt Dagger Cái mặt gọi là cái dao ấy Nó khá là nhỏ đây không biết các bạn có thể nhìn thấy không Nhưng mà nó khá là nhỏ Và mình cũng đeo cái mặt dây chuyền này Nếu như mình nhớ không nhầm nó cũng rơi khoảng tầm 2 năm nay rồi thì phải và như các bạn có thể thấy là cái outfit này nó khá là đơn giản Chỉ xoay quanh cái màu tối ở bên trên Và vào đây thì mình sẽ đi một đôi Jordan 1 uh, bản 2 Ở đây là một đôi uh, có tên là Earth Star Ebon Đây là một cái đôi Jordan đầu tiên của mình mà mình mua trong cái Collection cũng như là cái tủ đồ của mình à, Về cái phối màu chủ đạo của cái màu này ấy, Thì mọi người có thể đập vào mắt luôn Rất là nổi luôn là hai phối màu Mình đã thay dây giày của nó là phối màu xanh lá cây và màu đỏ Và ở cái phần dấu sút của nó cũng sẽ có luôn Cái màu là màu xanh và màu đỏ à, Cho nên là ở cái outfit này Nó sẽ cực kỳ cực kỳ là nổi ở cái phần giày này luôn Cá nhân mình thấy là những đôi Jordan này Mọi người không cần thiết phải có giống mình 100% à, Mọi người cứ mặc theo Một cái cách là mọi người thấy cảm thấy ok nhất và mọi người nhớ là đừng quên follow Instagram của mình bởi vì là trên đó mình up khá nhiều về cái bộ outfit daily hàng ngày của mình và mọi người có thể vào đó thì biết đâu cũng là một chút tư liệu để cho mọi người tham khảo đúng không? Và cái outfit thứ ba mà mình muốn giới thiệu với cả mọi người là một cái outfit uh, mình sẽ mặc một chiếc quần ở đây gọi là quần uh, sweatpan của Minimal. Uh, mình không biết đây gọi là một cái quần sweatpan hay là một cái quần <laughs> mình cũng không biết gọi này quần này nó là quần gì nữa. Quần này mình cũng đã cho lên video cũng mấy lần rồi thì phải. Uh, ở cái quần này được làm một chất liệu 100% bằng nỉ cho nên là các bạn khi mà các bạn vò như này này các bạn sẽ cảm tưởng như đây là một chiếc rẻ lau ở đây có một cái thác của minimal và size ở đây là size m ở về cái quần này thì mình cũng mặc đâu đó khoảng một hai lần thôi chứ mình không mặc nhiều bởi vì là mặc cái quần này đôi khi là nó cũng sẽ hơi nóng một chút ở cái phần gấu quần ấy thì nó sẽ có một cái khuy rút cho mọi người ở là cái khuy rút này khi mà các bạn rút vào ấy nó sẽ tạo được cái hiệu ứng Co rúm lại ở ống quần Thế là mình làm mình cảm tưởng như đây là một chiếc quần jogger Nhưng mà khi mà các bạn bỏ ra không kéo một chút nào Thì nó sẽ tạo cho mọi người một cái độ tùm tình Được trang bị cho mình thêm hai cái drawstring string Thực sự là nó khá là dày à, Đây là gọi là một cái điểm nhấn Cuối cùng thì mình sẽ mặc một cái áo t-shirt Nó cũng khá là basic thôi Cái áo t-shirt uh, gọi là hiệu ứng tie-dye Ở mặt trước có in chữ Manos Ở mặt sau thì uh, có một cái thác mà nó ở đây và mở một hình của một cái bộ xương và mọi người có thể để ý kỹ nhá là ở cái phần mát này nó sẽ hơi mài mài rách rách một chút ờ, nó sẽ là liên kết cùng với cả cái phần cổ này của nó luôn nó sẽ tạo lên được một người một cái độ distress nó sẽ tạo cho mọi người được một cái ở gì đấy nó rất chi là đường phố form out oversize và nó có một cái phối màu gọi là màu xanh là cây và màu xanh kiểu màu xanh min và một cái màu xanh baby blue ờ, cho nên là mình sẽ đi thêm một cái đôi Jordan lâu ở đây thì mình sẽ đi đôi cho được lâu màu uh, royal blue thì nó cũng sẽ đồng màu xanh nhưng mà nó không phải là quá là tiểu tông sẽ tông hai cái màu xanh này là hai cái màu xanh nó khác hệt nhau nhưng mà uh, một cái đậm ở trên một cái đậm ở dưới thì cũng không sao cả như vậy là mình cũng đã show cho mọi người xong ba bộ outfit mà mình sẽ mặc nó vào ba hôm tết uh, có thể mình sẽ mặc nó vào ba hôm tết hoặc cũng có thể là mình sẽ mặc nó vào những cái ngày khác không chỉ riêng tết uh, và ngoài ra thì mọi người có thể thêm cho mình những cái như là nhẫn này uh, vòng tay này hoặc là kính mắt thậm chí là cả dây chuyền nữa và ngoài ra thì mọi người có thể thêm cho mình những cái banana như này vào bộ vào quần hoặc là bộ vào cổ gì đó cũng không vấn đề gì cả và thực sự thì mình thấy đây là ba bộ outfit mà nó khá là đơn giản Ờ, mọi người có thể mặc được đi khá là nhiều nơi ví dụ như là uh, đi uh, chùa đi chơi đi chúc tết các thứ mặc ba bộ outfit này vào thì cũng không có vấn đề gì cả và ngoài ra thì mọi người có thể mặc tất cả những cái dịp khác không chỉ có dịp tết nhá và nếu thấy video này hay thì nhớ like đừng quên để lại cho mình một like một share và một subscribe ở bên phía dưới và chúc mọi người có một năm mới vui vẻ và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Peace.